góc dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Khắc Lộc không được. Văn Công đã chơi rất tốt trong tình huống vừa rồi. Hiệp hai của trận đấu đã được đá bù thêm 5 phút. Vẫn còn cơ hội để cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An tìm kiếm bàn thắng nữa mà. 5 phút là khoảng thời gian đủ để cho Sông Lam Nghệ An có thể ghi thêm được một bàn thắng nữa. Bây giờ thì có lẽ ưu tiên hàng đầu của Hà Nội TNT sẽ là dồn toàn lực để đảm bảo sự an toàn cho khung thành của thủ môn Văn Công. Khắc Lộc dứt điểm. Cú đá vừa rồi là của Sĩ Sâm. Nếu như Sông Lam Nghệ An cũng chơi tốt như thế này trước khi họ bị thủng lưới bàn đầu tiên thì có lẽ là cục diện của trận đấu đã khác đi. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ Sông Lam Nghệ An để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa vẫn chưa thành. Sông Lam Nghệ An đã thiếu vắng rất nhiều trụ cột tại giải bóng đá U21 quốc gia U21 năm 2013. Họ đã phải đóng góp tới 7 cầu thủ chơi tuyển U23 và U19 quốc gia. Nếu như có đội hình mạnh nhất thì Sông Lam Nghệ An có thể đã thi đấu tốt hơn và họ đã không lâm vào tình cảnh khó khăn như ở đây. Văn Thuận đội nào giành chiến thắng trong trận bán kết này sẽ giành quyền đầu tiên trong chung kết và sẽ gặp đội giành chiến thắng trong cặp đấu ở trận bán kết thứ hai giữa Vĩnh Long và Đi Xe Hải Phòng. Vẫn là cầu thủ Sông Lam Nghệ An, cú căng ngang khá nguy hiểm, vẫn còn sóng gió đã qua đi. Thế Nhật, Đức Trung, Văn Thuận không có bóng về phía. Vừa rồi bóng đã từ từ lăn về phía khung thành của thủ môn Văn Hùng. Rất tiếc là không có bàn thắng. Và kết thúc vừa rồi là của Minh Hải bên phía Hà Nội TNT. Chút nữa thì Sông Lam Nghệ An đã phải trả giá. Pha bóng nguy hiểm vừa rồi của Hà Nội TNT xuất phát từ đường chuyền phòng của đội trưởng Thế Nhật phía Sông Lam Nghệ An. Thời gian đang cạn dần. Văn Thuận đã bị phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm mà cầu thủ Hà Nội TNT bảo vệ thủ thành của Sông Lam Nghệ An trong tình huống phản công. Minh Hải đã thực hiện một cú tâng bóng khôn ngoan khi mà thủ môn Văn Hùng của Sông Lam Nghệ An đã lên cao và bỏ trống khung thành, nhưng rất tiếc là bóng đã không đi vào lưới. Văn Thuận lần thứ hai liên tiếp thì Thế Nhật đã để mất bóng và cũng
lần thứ hai liên tiếp đội trưởng của Hà Nội TNT là Văn Thuận có được cơ hội tạo ra một tình huống nguy hiểm về phía thành của Sông Lam Nghệ An. Đội trưởng vừa rồi là của Văn Thành. Văn Mạnh. Như vậy là đúng này, trọng tài chính Trương Bảo Lâm đã đổi tiếng còi kết thúc hiệp 2 trận bán kết thứ nhất trong khuôn khổ của giải bóng đá World Cup quốc gia Cúp bóng thanh niên năm 2013, trận đấu giữa Hà Nội TNT và Sông Lam Nghệ An. Kết quả cuối cùng của trận bán kết này là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Hà Nội TNT. Hai bàn thắng của Hà Nội TNT được ghi do công của Duy Long và Văn Thuận, còn bàn gỡ thứ nhất của Sông Lam Nghệ An được ghi do công của Phúc Tịnh. Với kết quả này thì Hà Nội TNT đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết, trong khi đó thì Sông Lam Nghệ An sẽ nhận giải ba. Xin mời quý vị và các bạn cùng nán lại trước màn hình ít phút để theo dõi lễ trao giải ba cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đội bóng U21 Sông Lam Nghệ An.